Chào quý vị các bạn, hôm nay triển lãm ở Triệu Sơn, Thanh Hóa, và ngày hôm nay là bắt đầu ngày nhận cây. Rất nhiều cây của các tỉnh về. Đây các bạn này, đây cây sung rất to. Để ta lại ta ngắm nó một chút đã. Đây. Chào các anh. Cây ở đâu mang về anh ơi? Hà Nội anh. À, cây sùng đẹp quá nhỉ. Chủ nhân của chú kia này. À, chú là chú. Vâng. À, đây. Một cây sùng rất đẹp. À. Lâu lắm rồi Phương Ca Cơ mới đi quay cây này, lại có cuộc triển lãm ngay ở huyện nhà. Để đón nhận huyện về đích nông thôn mới. À, một cây sùng rất đẹp. Đây các bạn. Đang chỉnh sửa tác phẩm. Đẹp quá. Hôm sau mình sẽ quay chi tiết hơn. Để chúng ta lượn một vòng xem là. Đấy, hay quá. Sẽ được đi quay lại lại chiếm kiếm lên vài triệu view. Quay một vòng xem cây mang về trưng bày ở các huyện thế nào. Cũng là lần này một cuộc triển lãm với quy mô lớn. Đây, cây của anh chính hiệu ngày xưa đây. Rất đẹp. À, chào anh. Đây, vào trong này là cây mini. Mình sẽ đi lướt qua để gửi đến quý vị các bạn nhé. Rất nhiều cây đẹp các bạn. Rất nhộn nhịp. Đang còn rất nhiều chỗ trống để cho anh em ở khắp mọi nơi mang cây về. Và triển lãm lần này thì Phương cũng có mang một tác phẩm tham gia, tác phẩm si cổ các bạn. Đấy. Cùng với lại hội bonsai thế lực, đại diện cho hội để tham gia trưng bày cùng với lại hội cây cảnh của Triệu Sơn. Đấy. Rất nhiều tác phẩm rất đẹp các bạn. Cây đang rất vào phòng. Mọi người đang mang cây về trưng bày. À, phía trước đây là tôi nhìn thấy một cây dúi khá ấn tượng. Dưới đang giả lá mướt luôn các bạn, xanh mướt. Cây dối đẹp quá. Cây dối này xem chủ nhân là ai nào. À, cây này của huyện Cẩm Thủy, dối Giang Long, Lưu Văn Thành. Đây các bạn, số điện thoại. Đây, toàn bộ khung cảnh đây quý vị các bạn. Trời hôm nay
mát, rất tiện cho anh em mang cây đấy. Chào Minh Giáp. Một cây xanh cổ. Đấy, rất nhiều tác phẩm các bạn nhé. Chào các bác ở Cẩm Thủy. Anh vâng. Vâng, đấy tiện xe các bác mang về luôn mà. Xe của anh 3 xe nên nó đang thừa chỗ. Vâng vâng. Đấy. Các bác. Đấy có số điện thoại đấy các bác cứ có gì alo em sao. Đây các bạn, các bác nó vừa hỏi Phương là cây cây xi bút đũa cổ này. Đây này. Hôm nay đã có tên này. Đấy, mình tham gia trưng bày một cây này. Nói chung là cũng không có nhiều để mang đi đại diện cho anh em một cây xi búp đỏ này, đứng ở trong cái hàng cây của các bác huyện Cẩm Thủy. Nó hơi lẻ loi một tí nhưng mà các bác ấy rất trân trọng cho đặt cái vị trí ở giữa. Đây có các anh huyện Cẩm Thủy đây. Các bác lại hỏi giá bây giờ là khó lắm. Bây giờ đang muốn chơi mà lại hỏi giá là hơi khó. Cứ để chơi xong đã. Đây, cây rất đẹp này các bạn. Mình quay video này mình chỉ quay lướt thôi các bạn. Xong rồi mình sẽ quay những tác phẩm kỹ hơn những cái video tiếp theo. Nên các bạn muốn xem và ấy thì hãy đăng ký kênh và sẽ nhận được những cái video mới nhất. Anh Phát, anh đặt có mình cái tên dúi không kìa. Ví như như là cái tên gì đấy cho nó rực rỡ lên. À mình dúi không à. Ví dụ chị em nàng Kiều gì đấy hoặc là bây giờ là nếu ai mà cũng đây mình đang ta lại đem về ta tự đặt. Đấy đây chủ nhân anh Phát. Cho mọi người nói chung đây là tác phẩm dúi. Nếu mà tên chính thống thì mình chưa đặt là cái tên gì. Ví dụ như ai mà có duyên sự yếu thì tự đặt tên. Rồi. Lần này anh mang đi mấy tác phẩm nhỉ? Em đi 2 tác phẩm trưng bày. À, trưng bày. Và một số hàng chợ. À, có hàng chợ nữa hả? Đây, tác phẩm này với tác phẩm kia. À, rồi. Cây dúi phía xa kìa. Tí mình sẽ đi lại đây. Rồi, ta lại đi lại cây đấy đi. Đây là cây của anh Duy rồi này. Đây, anh Phát. Cây này như thế là cây lão nhỉ? Nó cũng hơi lão đúng không? Mẫu tử à? Tình mẫu tử. Tình mẫu tử. Đấy, nó phải có tên rực rỡ. Cái rúi rúi không, nó rúi nhiều rúi nữa. Tác phẩm là tác phẩm rúi. Ví dụ như ai có duyên sở hữu thì ta lại đặt tên. À, đúng rồi. Trần Bệ, già. Đẹp quá, già. Với cái lượng
Đây các bạn nhé, ban tổ chức, xin hỏi ban tổ chức bây giờ là tổng cộng dự kiến anh em mang tác phẩm về đây thì khoảng bao lượng cây đúng không? Nếu như mà đem tác phẩm về đây thì phải tới 2.000 tác phẩm. 2.000. Nhưng mà ngược lại thì đến bây giờ ngày hôm nay ngày đầu nhận cây thì mình thấy là cũng khá nhiều rồi. Còn hôm nay mới là 22, nhận cây đến 24. Thì là chiều 25 nhé. Nhận cây đến 25. 25. Đến 26 là khai mạc. À 26 khai mạc. Rồi thấy anh em đến như thế này là thấy là hân khởi rồi. Vui phấn khởi rồi. Đây đây quay cho các bạn xem này. Đang còn các vị trí này đang chờ các đoàn của các huyện và các tỉnh bạn mang đến để trưng bày. Nhận cây sáng đầu tiên mà thấy như thế này là thấy không khí nó phấn khởi nha. Các đoàn đến đây các bạn này, cứ cẩu to cẩu nhỏ liên tục. Đấy. Thì nó chạy đây, rất nhiều loại cẩu. Nó phấn khởi như thế, nó vui như thế, khí thế đốn cây. Cũng là một cuộc triển lãm lớn, cũng lần đầu tiên huyện Triệu Sơn tổ chức cái cuộc triển lãm lớn như này. Lượng cây thì tuyệt vời, rất đẹp. Mình quay sơ bộ như thế các bạn nhé. Mình sẽ kết thúc video đây, chào quý vị các bạn.